Alo, con chào bà con cô bác nha bà con cô bác. Con là người miền Tây nè, con cô bác. Chàng ơi, sáng nay mở YouTube lên coi mấy kênh toàn là nói về tình đoan không gì đó. Nói về tình đoan với Lê Thanh Thiện không. Lê Thanh Thiện bữa nay bị dập trần dữ rồi đó bà con cô bác. Đó thấy không? Chính thằng đoan chứ tèn dập trần luôn đó. Cái vụ thằng Lê Thanh Thiện này nè, thưa thật với bà con á, là con muốn trần nó lâu rồi, nó bỉ ổi dữ lắm. Nó bỉ ổi từ cái lúc mà bác ba mà gỗ sống vụ bác ba đó, kêu nó lên làm cái clip nào mà nói cho là bác ba thanh trần vụ bác ba đi thì không làm, không làm, quay cái gì đâu, quay cái gì mà tôn vinh cho nó thì nó là mau lắm. Với cái gì mà lợi lộc gì cho nó thì nó lên cho mau lắm, nó tung hô dữ lắm, nó hào phóng nó lên dữ lắm. Nó cũng là người ha, đưa người ta lên mà cũng đè người ta xuống đó, đó bà con cô bác. Thấy rõ ràng luôn, từ thằng trọng súng luôn. Từ thằng thằng trọng súng, đưa thằng trọng súng lên, đè thằng trọng súng xuống, đưa lên đè xuống hoài, thằng trọng súng nó cũng lên bờ xuống ruộng với thằng Lê Thân Thiện luôn. Nó thật sự với bà con vậy đó. Nó đưa lên nó đè xuống hoài, thằng Tình Trọng Lo. Bây giờ với cái kịch bản của thằng Tình Lo y gan như thằng trọng súng vậy đó. Bữa trước đưa khi mà hay tin hai đứa này không thông báo vụ mua chiếc xe đó, đưa lên, đưa con người ta lên đè cho dữ. Hai bữa sau thì bắt đầu cho người ta nổi lên, rồi nói người ta tội nghiệp làm gì vậy trời, nó làm với cái chóng mặt muốn gần chết luôn vậy đó. Nó thật sự với bà con cô bác, chứ con bức xúc cái thằng Lê Thân Thiện này rồi, đã nói nó lâu rồi, con tính lên nó lâu rồi, nhưng mà để nhiều chuyện hay nói với nó, con là người nói nó mà. Thấy bức xúc cho bác ba, cái chuyện của bác ba, quan ức của bác ba hay gì vậy, thay vì nó hiểu rõ bác ba thì nó lên cái clip đi. Khi mà cộng đồng nổi sóng dù bác ba, có những số người không hiểu bác ba từ thiện cách nào sao thì kêu nó lên vạch trần đi. Toàn là những chuyện nó đem lợi không à, người ta yên thân yên hận vậy đó, yên phận làm từ thiện vậy đó. Nó đem trọng súng về, rồi sao thêm năm đứa nhỏ nữa, rồi tới vợ hai chồng hai phước dập bà ông ba ngay tới tan tành xứ quách ổng luôn. Dập bây giờ ổng không còn cái bếp luôn, đi ra cái bếp lên ổng luôn. Thấy bây giờ hả, thằng Hoàng Minh á, cháu nội của bác ba làm mấy kênh YouTube á, mà lên á nhìn thấy khuôn mặt bác ba thấy tội nghiệp hết sức luôn, khác xưa với 2 năm trước luôn thiệt. Nhìn cái mặt ổng u sầu như kiểu ổng lo lắng cái chuyện gì mà người ổng mất mất hay gì á, cái thằng sắc của ổng nhìn thấy đáng thương dễ sợ luôn bà con cô bác. Ai nhìn sao chứ con nhìn thấy vậy đó. Dụ mấy đứa nhỏ cũng vậy nữa, nó dập ổng là tan tành hết trơn. Lớp nào hả tụi nó đứng lên, nhất là thằng toàn rồi đó, nói ổng này kia làm ổng tan tành xứ quách hết trơn. Người lớp nào theo là một số của mấy cái tay giết tay, một số những đứa mà nó lên nói chuyện tào lao nữa, nó lên vu khống ổng này kia nữa. Làm sao thì cái người làm từ thiện mà mấy người mà lớn tuổi như vậy chỉ sức ép sao chịu nổi chứ con người ta được, mình còn chịu không nổi nó chi là ổng. À, ông bác ba đúng không bà con cô bác? Những cái chuyện đó tại sao thằng Lê Thân Thiện nó không lên nó nói gì hết trơn, cái nào có lợi cho nó thì nó làm. Cái vụ ông Tây bác ba đem về á, bác ba đâu có nói sao, vô tình nó lại nó quay cái nó đưa lên gì đó, nó cũng kêu ông bán hột sòn, ông già bán hột sòn gì đó, cũng nghi ông chi đừng có khoe với mẻ cái vụ mà ông bán hột sòn nữa, cũng vì cái câu đó mà nó dập ổng gần chết luôn vậy đó. Bây giờ cái tên bác ba chầu thì ai cũng đã biết thì lên nói bác ba thôi. Cái bữa lên vụ ông Tây đầu tiên cũng vậy nữa, cũng mới nói ông cụ bán hột sòn nữa. Những điều làm không ai ngờ này kia, làm gì không ai ngờ. Cái chuyện bác ba làm có những cái quá trời luôn mà không ai biết nữa chứ đừng nói. Ông làm thiện cái người ta, ông đâu có quay hình lên đâu, nó lại nó tung hô ổng không à. Hồi đó đầu tiên cũng vậy nữa, lại giúp bác ba cũng nói là ông già bán hột sòn, bán tất cả tài sản hột sòn gì. Rồi lần sau cũng vậy nữa, đã đang dội sống gì cái lợi khoe mẻ lên, lợi đưa tiền cho bác ba rồi cái bắt đầu khoe mẻ nó lợi lợi đưa 1-2 tỷ, đưa từ đó tới giờ tính ra cũng 1-2 tỷ rồi. Còn toàn là nó không à, con nhìn đi nhìn lại toàn là nó không. Nó thật sự chứ, bác ba bị dập á là cũng thân thể một phần nữa, nó thật sự với bà con vậy đó. Cái chuyện của ổng thì không có làm, đã kêu lên nói á, nói cho cộng đồng biết là cách làm từ thiện của bác ba làm sao đi, sao không nói. Lợi đưa tiền bao nhiêu là la tung hô lên la. Mấy đứa nhỏ này cũng vậy nữa, nó muốn đưa người ta lên, nó hạ người ta xuống nữa. Mà những đứa nào mà sùm cái bếp này là từ cái lúc mừng lên thần thiện đi mấy đứa này về không, chứ bác ba làm thiện mấy chục năm trời không có tiếng gian tiếng gì hết trơn á. Chia rẽ anh em YouTube, đem mấy đứa này về phải lệ thuộc theo nó nữa, cũng phải lệ thuộc theo nó nữa.
Ủa sao kỳ vậy? Chỉ là người thiện nguyện thôi, chỉ là nói vòng tay thôi cho tụi nó thôi, chứ tiền thì Mạnh Thường Quân chứ không phải tiền của nó. Phải lệ thuộc, phải xin phép mày hả? Tới hồi người ta có cần chuyện điện thoại cho mày, mày có nghe không? Nghe là thấy bực bội rồi đó. Bữa nay đó thằng Tình Lon rồi đó, nó khai ra đó. Bữa trước thì đưa ra dìm nó mua xe sao không ấy, cuối cùng đó nó khai ra làm sao, tiền đưa hai mấy triệu trừ của người ta hết trơn, còn có 15 triệu à, mua bốn cái điện thoại. Bà con cô bác nhớ rồi đợt đó, khi mà thằng Đạt nó ra đi rồi á, cái nó lên cái clip đó nó vẽ màu vẽ mắng nữa, thấy không, vẽ ra với gồng cái gắn rõ ràng không, bốn cái điện thoại nó mua mà nó nói Mạnh Thường Quân giấu tên, bởi vì sợ nhất là cái giấu tên đó. Tự tung lên đó không đó, thằng Bình Định cũng vậy nữa thôi, mấy thằng YouTube này nè ghê gớm thiệt rành nó trời đó. Bây giờ thằng Tình con Lon với thằng Tình nói thật sự ra không, không có trừ à, thì nó trừ thằng Tình với Lon, nó cũng trừ qua bên thằng Đức với thằng Tòn thôi chứ có gì đâu. Trời ơi ghê gớm thiệt, cái công ty gì vậy, công ty truyền thông mang tên gì đó, hai tiếng gì Ngọc Nhiên Ngọc gì đó, sao kỳ với Lê Thanh Thiện, mày làm gì đúng lương tâm mày không? Trời ơi, tiền của Mạnh Thường Quân gửi về cho tụi này đi, thí dụ của tụi nó đi, cho tụi nó thì tụi nó có quyền nó xài đi, bây giờ nói gì đi, cái chuyện gì đáng hỏi thì hỏi thôi, còn chuyện cho tiền người ta là sở hữu của người ta đi. Mạnh Thường Quân không nói thì mày không có quyền gì mày nói hết chứ, chẳng lẽ tao mua cái gì tao phải nói cho mày, đúng không bà con? Trời ơi, xin phép, thí dụ mà làm cái này cái này kia xin phép, còn còn tiền là sở hữu của tụi nó. Mạnh Thường Quân đã giúp tụi nó bao nhiêu đó, đứa nào khôn thì chịu, đứa nào khôn thì nhờ, dạy thì chịu, xài hết thì thôi, chứ đâu có khỏi mà là khoe mẻ lên rồi cái là tính nghĩ là Mạnh Thường Quân giàu dữ lắm hay gì á, đưa lên rồi bắt đầu Mạnh Thường Quân góp tiền về cho tụi nó, ai cho tụi bay cũng hưởng thụ một chút xíu nữa, mượn cái mát không, ông ba ông làm cái bá ở cái từ thiện nó ra đó, thằng Lê Thanh Thiện này nó giàu luôn bà con, nó lấy mát của bác ba đó, tôi nói thẳng luôn đó. Nói cái chuyện đó, người ta gửi cho bác ba bao nhiêu nó lên nó viết chữ nhí, có ai biết đâu, tiền bao nhiêu có khi nào nó đưa cho bác ba mà đếm đâu, nó muốn đưa nhiều nó đưa chỉ đó, coi ra là biết liền kìa. Trời Phật ơi trời, rồi cái chuyện người ta cho mày chỉ là tên nói tài thôi, chỉ là thiện nguyện thôi, phải không? Nhịp cầu nói cho mấy đứa nó thôi thì kệ đi, tiền của nó thì nó xài thì kệ nó đi, nó hết thì nó chịu, cái gì cũng hỏi hết trơn hay là sao, mình đâu phải đẻ nó ra đâu, mà khi mình đã là cha nuôi nó, mình làm hết tròn bổn phận của mình chưa, mình làm tròn bổn phận của mình chưa, mình dạy dỗ tụi nó được nên người không, đem về nguyên một đứa hả, ban tan tành xứ quách hết trơn, năm đứa cũng tan tành xứ quách tới trọng luôn, nếu như không có tiền Mạnh Thường Quân. Trời ơi Phật ơi, toàn là đưa lên rồi hạ xuống không, vụ trọng không nữa, làm muốn chóng mặt luôn vậy đó. Ba hồi nó kêu thằng trọng đi về quê, rồi tới hồi ba hồi cái đó quay lại, thằng trọng không có về quê, cái giúp đỡ cho thằng trọng, tới khi mà thằng trọng về quê cái quay lên cái clip nói là tình cờ gặp thằng trọng. Trời ơi, diễn gì mà giờ kỳ cục vậy trời, nhìn thấy mắc ói vậy, đâu có phải lệ thuộc đâu, mình là chỉ là cầu nói, mình chưa có dạy dỗ, chưa có ấy tụi nó cái ngày nào, nếu mà dạy dỗ nó nên người thì tụi nó ngày nay đâu có được, đâu có tệ hại như bây giờ, đúng không? Đem về anh em ta hòa thuận thì thôi đi, cũng chia rẽ người ta, chia rẽ bắt hai đứa này đi, hai đứa này ở chỗ Hai Phước cũng biết bao lâu rồi, sao đem đi ra thì mình lo cái trách nhiệm của mình xong chưa hả, thấy ở đó rồi thôi à, lên clip có gì mới nói, còn có ngày thường nếu một người á có tâm từ thiện đi, người ta làm không cần cần lên cái clip thì người ta lo lắng mỗi ngày đó, thì người ta đã biết rồi, lo lắng chăm sóc tụi nó đó thì là biết dạy dỗ tụi nó thì biết rồi, có đâu mà mỗi lần mấy đứa này có chuyện gì là nó bốc mẻ lên không, bốc mẻ từ đứa luôn, từ thằng Thần luôn, thằng Trọng luôn, thằng Đạt cũng vậy, mới bắt đầu vậy thôi, thay thì chuyện của em Đạt đi, mới quen mới biết thì chưa ấy đi, có dạy dỗ thì dạy bên lề dạy dưới đi, có đâu tự nó đưa lên rồi nó hạ người ta xuống không, lúc đầu nó cũng tôn thằng Đạt là nhóm trưởng nhóm gì, nó đưa lên lanh lẹ nó cũng đưa cho thằng Trọng không, ấy thằng Đạt không, rồi nó cũng đè thằng Đạt xuống không, nó biết cái lai lịch của thằng Đạt thì thôi nó im lại đi, nó đừng có nói đi để cho thằng nhỏ có đường sống chứ, đúng không bà con? Kỳ hú gì đâu vậy trời, làm thiện tâm gì kỳ vậy, thiện nguyện gì kỳ vậy, thiện nguyện thì cái tâm mình phải cho đúng, mình làm phải có cái tâm, khi giúp một ai phải giúp tới chuyện chứ đâu phải mà giúp nửa nghe ngửa chừng rồi đụng chuyện cái gì bắt mẻ người ta lên đó. Bữa nay nó nói nhục không,
Trời ơi, bởi vì Mạnh Thượng Quân nó coi nhầm khi nó diễn dữ lắm bà con cô bác ơi. Thiệt, mấy YouTube này nó giỡn, diễn dữ dằn luôn. Nó diễn dữ dằn lắm. Vừa phải coi tiền của người ta làm cũng cực khổ lắm. Chứ đâu phải mấy đâu, tụi bay dị lên tụi bay diễn cho rồi chặn tiền. Trời ơi, vụ ông Tây coi cũng mắc cười quá à. Nó có chăm sóc ngày nào, có lo lắng ngày nào ông Tây đâu. Nó hay ông Tây vậy á. Cười thằng cháu của bác ba tội nghiệp, coi mấy cái clip mà nó đưa từ nửa đêm hôm, nói với cái chị gì mà là biết nói tiếng Anh á, phong dịch viên cho ông Tây á, người ta lo từ chút gì đó. Nó đợi, nó kêu người ta thảy cái clip qua. Nó có quay đâu, cái clip nó quay là quay của thằng kia, nó quay lại. Rồi nó có lỡ quay là lên quay một lần, bữa hổm nó quay đó. Nó tốt là cũng như cái tiền trang trải của ông Tây này là lao do đâu. Nó bắt mình phải nói ra, thì mình đó là tiền đó là 10 triệu của chú Lê Thân Thiện đưa, là lo cho ông Tây hết 3 triệu mấy. Nó kêu người ta phải kể ra vậy. Lần sau lên cái clip ông Tây nữa, quay lên là cái thằng cháu ông Tây quay lên chứ. Nó có quay ra, nó ngồi tại chỗ chuyên môn. Mày lương gạt giữ gì Lê Thân Thiện, nó thiệt sạch chứ. Bà con cô bác coi những chuyện gì của Lê Thân Thiện không, từ giữ cô sư Hiếu cũng vậy đó. Từ cái vụ Lê cô Hiếu ở bên mà Thịnh Thất Sông Mây cũng vậy đó. Tiền Mạnh Thượng Quân đổ về biết mà bao nhiêu, cuối cùng cũng gây cấn vụ tiền ra không. Bây giờ cũng vụ tiền ra không. Vụ thằng hai đứa nạn tình con lo đó, bữa nay nó kho mẹ đó. Nếu mà nó nói không phải đứng lên đi nữa. Nhục. Vụ của bác ba toàn là thấy nó không. Trời ơi, ý là có chuyện nhỏ xíu gì đó mà nó còn vậy, nó còn chuyện bác ba Mạnh Thượng Quân người ta gửi tiền ào 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 về, không biết nó đưa bác ba nhiều, lên nó 1-2 tỷ, nó khoe lên gì đó. Để cho tụi kia nó giặt ổng. Bây giờ có đưa nó không? Có ai đưa nó không? Nếu mình trong sạch thì mình đưa cái tài khoản của bác ba đi. Bây giờ có quỷ nhiều rồi. Không biết những Mạnh Thượng Quân bây giờ đổ tiền về cho Lê Thân Thiện, không biết có nghe những lời này không nữa. Nói những lời của mấy người YouTube này bữa nay nói Lê Thân Thiện. Bây giờ có quỷ quá trời, quỷ nhiều rồi. Làm giàu cho Lê Thân Thiện không đó, nó thiệt sự đó, Mạnh Thượng Quân. Cái chuyện gì mà lợi cho nó thì nó tung lên dữ lắm. Nó tưởng nó kênh YouTube của nó là lớn lắm, không ai biết. Đó Thành Trung nó dạch ra đó. Đó Thành Trung bữa nay là hỏi lon với tình đó. Trời ơi, xấu hổ chết luôn đi trời. Cái đó có thiện tâm hay gì? Tụi bay là toàn là lợi dụng tiền của Mạnh Thượng Quân không? Từ mấy đứa YouTube hết trơn. Nó thật sự luôn đó. Cái thằng Bình Định Vũ Yêu cũng vậy đó. Chứ hồi đó nó được cái gì? Nó có cái gì? Bây giờ nó lên nó phe mẻ dữ he. Nó tưởng là Mạnh Thượng Quân nó đông dữ. Tưởng vậy là hay. Nó dụ như nó bám vô thằng Toàn. Tan thành xíu quách hết trơn. Qua tới ấy thằng Trọng rồi tới qua tới thằng Toàn. Nó lên clip nó hạ thấp ông ba này kia. Nó toàn là nó quay lên không. Nói tới thằng Bình Định Vũ Yêu cũng vậy nữa. Rồi sao nó được cái view nhiều, được bà con nhiều. Thì từ lúc bà con đã gửi tiền về cho đi làm từ thiện á, nó lỡ chỗ ngõ hẻn góc hẻm nào cũng vậy á. Nó kêu chính còn quảng cáo giùm nó mà, đăng ký giùm nó mà. Trời Phật ơi, ăn tiền nha, trắng trợn luôn thiệt tình á. Mà tại vì cái mấy người Mạnh Thượng Quân ở nước ngoài á, cái tâm từ bi của người ta quá cao, quá lớn luôn. Thật thử mấy thằng ở trong cái chỗ mà nhà trọ Hai Phước còn thọn ấy nữa, có tay có chân đồ này kia, cho nó đi làm đi cho nó biết, chứ đâu có phải mình nuôi dưỡng nó đâu, phải không? Lo lắng từ chút. Ôi Phật ơi, coi mà không thấy nó ganh tị, đừng nói chữ ganh tị ở đây, không, đừng có nói, đừng bao giờ nói mà khán giả người ta ganh tị, không có ai đâu mà ganh tị. Mà ganh tị được cái gì, không ganh tị được cái gì, như kiểu người ta bức xúc lên người ta nói thôi, chứ không có gì hết trơn á. Trời Phật ơi, giết rồi ỷ y cho tụi nó đó bây giờ đó. Ỷ y rồi đó, đó còn lo nhân tình nó ỷ y Mạnh Thượng Quân không. Với thằng Đức đồ đó đâu cần đi làm. Thằng Chính giờ cũng đâu đi làm. Tối ngày đi kè kè với thằng Bình Định. Làm sướng chết mẹ ra nước bọt, không được biết nhiêu tiền khỏi bàn tay chân gì hết trơn á. Có tiếng có tầm nữa. Xài đồ nhờ đồ nhập đồ không quá trời sướng luôn mà coi. Đừng nói chữ khán giả ganh tị, không có ganh tị ở đây. Không có ganh tị. Tràn Phật ơi, quá trời quá đất cái chuyện này rồi. Đó bữa nay tụi nó nói đó, nếu là con của con Lê Thân Thiện đi thì mình dạy dỗ nó đi. Có đâu mà lên biết, biết trước thì kêu bằng cậu hay là chú gì xưng hô với thằng Thành vậy đó. Clip sao trời tụi nghiệp bà con tụi nghiệp hai đứa này quá. Lúc trước thì lên clip á, thì nói tình là muốn đứng ra mà làm đám cưới cho tụi nó luôn. Mắc cỡ à, phê bình gia đình của người ta.
thì đặt vấn đề như mình đi, con cái của mình vậy đi, mình tức không, mình chấp nhận không, chấp nhận cho con mình đi theo cha vậy không, rồi chấp nhận cha mình đi cưới những đứa mà như kiểu như thế vậy không. Phải hiểu cái hoàn cảnh của người ta nuôi con, người ta lớn lên thì người ta ai mà cũng không biết cái cho người ta con người ta tốt đẹp, mà còn muốn đứng ra nói tụi nó trưởng thành rồi, coi cái clip mình nghe bất bực. Thử nó có con cái, nó giữ con cái nó đi theo người khác, nó nghĩ sao, đúng không bà con? Còn muốn đứng ra, sẽ ngày có ngày đó ba thằng thiện nó đứng ra nó sẽ chúc phúc cho mấy gì trời. Còn nó điều tra được nào thằng Đạt thì cũng vậy, nó làm như nó công an nó điều tra nữa, nó lỡ cha tắng nhỏ. Nếu mà ngày đó mà nó đừng có lên cái clip thằng Đạt có sự lợi mà lường gạt tiền bạc đi, nó đừng đưa lên đi ai biết, thì giả dỗ nó đàng hoàng. Nếu như mình tâm thiện lành đi thì mình giả dỗ tụi nó từ chút từ chút. Có đâu mà toàn là dìm hàng, đưa lên là dìm hàng mà tưởng sao toàn là những đứa mình cưu mang đem về không, rồi ỷ mình cưu mang đem về, rồi mạnh thường quân gót tiền về, cái việc gì cũng phải thông qua nó ha, tiếp xúc YouTube nào phải hỏi nó hay sao, rồi mua sắm cái gì phải hỏi nó hay sao, đâu có được cái vấn đề đó. Tiền thì mạnh thường quân cho nó có quyền sử dụng, nói thật với bà con không cần hỏi, sử dụng nhiều đó hết thì kệ nó, khôn nhờ dạy chịu, đúng không? Còn thí dụ nó muốn làm chuyện lớn gì đó thì nó hỏi, thì không nói gì, cái chuyện gì nó muốn đi đâu đi đó, thí dụ nó muốn chuyển từ chỗ này qua chỗ đó thì cái chuyện đó hỏi là phải hỏi rồi. Tại vì mấy đứa nó đâu có gần cách bước ra bước vô làm sao đâu, rồi đi làm sao mãi được. YouTube cũng vậy nữa, thí dụ mà phải kêu mà phải cho YouTube này qua YouTube kia hỏi, không có xếp đặt tụi nó được cái vấn đề đó, khi mà mình không phải là đồng tiền của mình. Cu mang là phải dạy bảo tụi nó, lo lắng cho tụi nó, chăm sóc tụi nó mới lại gọi là cu mang. Chứ cái kiểu mà cu mang, cái kiểu mà muốn lên mạng muốn đè ai đè, muốn ép ai ép, kêu nó giết người này hại người kia hay là không sao, thí dụ theo ý mình được, đâu có được vậy, đâu có được vậy đâu. Tiền cho bà Mỹ Thường Quân cho thì nó có quyền nó xài, kệ nó đi, nó có quyền nó xài. Có khi nó kiếm mình đó, mình điện người ta điện thoại cho mình thì mình có bắt điện thoại đâu, thì chuyện đã lỡ rồi, nó phải đi qua cái kênh YouTube này, nó phải nhờ. Tại vì mấy đứa này giờ đâu có làm gì đó bà con, lo tiền Mạnh Thường Quân không, mà nó ý Mạnh Thường Quân, khi mà hết tiền thì chỉ kiếm YouTube, khi mà kiếm YouTube được lên thì mới có tiền. Trời Phật ơi, không có thấy đứa nào mà có tâm hết trơn, nó thật sự luôn. Thằng Đê Bình Định lợi quay hai đứa này cũng vậy nữa, lạng qua lấp lợ rồi cuối cùng dìm hàng mấy đứa nó, coi mấy biết bà con biết không, nó toàn dìm hàng người ta không, nó lấy thông tin cuối cùng kêu hai đứa này xin lỗi ông Toàn, đặng nó trả thù, nó trả thù vụ hai đứa này mà nói xấu ông Toàn đó, nó xấu vụ cái điện thoại gì đó, nói vụ ông Toàn thằng Toàn đòi hâm tánh rồi đó. Cái thằng Bình Định Định dấu yêu này nè, nó cũng độc trời lắm chứ không phải giỡn đâu. Thí dụ á, nếu có thì coi cái clip của thằng Nhịp Sống Diêu đó, chứ Thắng Tài Tử đó, cái cách của người ta cũng lợi ghi lên, nhưng mà cái cách của người ta cái khác, coi mình cũng có thấu hiểu đó bà con. Còn thằng Bình Định Dấu Yêu, bà con nghĩ nó lên cái clip đó nó hại hay là nó lợi cho hai đứa này? Tại hai đứa này nó còn ngây thơ quá trời luôn, với em Tình với em Loan nè, nhất là em Tình nè, nói thì nhiều hướng quá, em nói em không có chuẩn cái lời nói của em, đúng không? Lúc đầu lỡ chỗ Thắng Tài Tử thì xin tiền về thì là nói là Sài Gòn chèn ép 8 lạng gì đó, bà con mới bức xúc người ta lên người ta nói. Rồi khi mà về ngoại xin tiền rồi thì Lê Thanh Thiện lại hỏi thì là tiền ở đâu, mà nói hai đứa đi làm một tháng là một ngày một đêm đó không 700-800, rồi đi sinh ra sao được 3 triệu. Nó câu là biết cái giả dối liền, đúng không? Hai đứa này nó cũng không có thật tình cái trong cái lời nói của tụi nó, thành ra bà con cộng đồng mạng ta lên tiếng vậy thôi. Tôi thì không có nói tới hai đứa này, nào giờ không có nói tới vụ mà mấy đứa nhỏ với năm đứa nhỏ tôi, nào tôi không có nói. Tôi nói đây là chữ Dương Lê Thân Thiện, là tôi bức xúc cái vụ mà mấy đứa này chèn ép quá, mấy người cộng đồng mạng chèn ép bắt ba cũng vụ gì của Dương Lê Thân Thiện không, thành ra tôi lên nói vụ Lê Thân Thiện thôi, với thằng Bình Định Dấu Yêu thôi. Hồi đó bác ba bị dàn ép cũng thằng Bình Dấu Yêu nó chứ đâu, nó lên vụ Hoàng Trọng đi, bác ba đã điểm mặt nó rồi, thì bác ba điểm mặt là nó mấy thằng YouTube bẩn á, YouTube bẩn đó là nó đó, chứ nói ai, nó đưa lên cái tốt đẹp thì nó không mấy. Cái nào ông già nói với Nhịp Sống Yêu á, lúc đầu á Nhịp Sống Yêu giờ cũng đỡ rồi đó, thấy cũng đỡ rồi đó, thấy cách làm thiện cũng được rồi đó. Mình coi cái nào mình nói ai được thì được, chứ không có gì hết trơn, chứ không phải là mình ghét cái này mình nâng cái kia. Mà Lê Thân Thiện á, là từ lúc đầu cũng vậy rồi, lúc bác ba soi trận gì đó, thay vì mình nhảy vô mình nói cách làm thiện của bác ba đi cho mọi người đều biết thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay.
không bao giờ mà nói hết trơn. Tôi đã lên tôi nói rồi, tôi sẽ vạch trần mà Lê Thân Thiện, nhưng mà chưa tới đâu, để từ từ. Đó, bữa nay bùng nổ rồi đó, Lê Thân Thiện. Đó, cái vụ mà 156 triệu gì đó, của Thiết Trần nó đưa qua đó, Trần Tân đó, có không? Nó nhắn tin gì đó có không? Thì mình lên mình đứng mình nói đi, sao lãng nó chơi cái chiêu khôn lắm bà con, coi như là nó bỏ ngoài tai gì đó. Cái chuyện gì ai nói gì nó bỏ ngoài tai, coi như nó không có biết cái giống gì hết trơn á, nó ngộ gì đó nghe. Coi như nó không biết, chuyện không lớn mà nó không biết. Thí dụ mình không phải thì mình phản kháng lại, cho làm cho trong sạch đi, đặng lấy uy tín cho Mạnh Thường Quân. Thấy không? Công chuyện mình còn dài mà, đường làm ăn mình còn dài mà, mình phải minh bạch chứ. Đưa tiền bắt ba không biết bao nhiêu người ta gỡ vậy, không biết như chạy chữ nhỏ rồi gom lại bao nhiêu tiền, cũng không biết là cái tiền đó là gỡ hồi nào nó cứ lên dèo vậy đó, mà không biết bắt ba nhận được bao nhiêu không biết nữa. Nó thật sự cái chuyện làm của nó mà từ chỗ bắt ba không là tôi đã nhìn ra thấy rồi đó bà con. Nó thật sự lên tung hô mình không vậy đó. Ai làm xong xuôi lại nó hốt lên vậy. Cái chuyện của ông Tây cũng vậy nữa. Cháu bác ba làm ban đêm ha, là lo từ khách sạn đồ đưa ông đi trị bệnh đồ. Lê Thân Thiện nó có đưa đâu bà con. Bà con coi kỹ đi, cái clip đó là toàn là đưa qua là cái thằng Minh nó bắn clip qua cho nó làm thôi. Chứ nó có ấy đâu. Có một cái clip mình lên nó hỏi trực tiếp á, là hỏi cái tiền ở đâu đó. Tiền ở đâu mà lo cho trang trải này kia. Nó nhắc là cái thằng kia mới nói là 10 triệu của chú Lê Thân Thiện. Nó phải nói ra cho nó, nó biết tiền quỷ của nó. Mà quỷ nó giờ nhiều thiệt đấy bà con thấy không? Nó muốn cho ai nhiều cho, quỷ hay thiệt chứ. 10 triệu, 5 triệu. Nó quay thử hay thiệt chứ. Trời Phật ơi. Toàn để đi quay bà con cô bác thấy việc làm nó làm. Nó toàn quay dọc đường không mà. Mà con nói rồi, cái Sài Gòn mà khi mà trở lại hết bệnh á, là toàn là gặp toàn là cái chuyện của thằng Trọng không, là xe ba gác dọc đường đủ thứ, nhiều người giả danh dễ sợ luôn đó. Mấy cái trường hợp đó thì chứ tôi coi thiệt chứ không có nói tôi tập tôi ác gì hết trơn, sao mà không có động lòng tôi miếng xúc xíu nào hết trơn, lường gạt đủ thứ hết trơn. Thì bây giờ nếu mà làm từ thiện đi thì mình lại kiếm những người bệnh hoạn đi, thiệt những người bệnh hoạn, trẻ em mà bệnh hoạn đau bệnh độ để mình ấy. Chứ bây giờ mà thí dụ dân làm biến đi ra mà cái xin cái kiểu đó thôi, làm vài chiêu thôi là được tiền quá ngon. Nó thật sự cái cách làm từ thiện bây giờ sao mà nó lạc lõng quá, nó sao nó kỳ cục quá à. Thiệt thịnh á, cái người mình có tâm từ thiện mà mình coi mấy cái cảnh đó mình không có từ thiện được, đúng không? Tạo cơ hội cho những kẻ làm biến lừa gạt chứ không phải là cái gì hết trơn. Ai mà không từ cái khổ đi lên cũng phải dùng bằng tay đồ này kia. Ai mà không nghèo, nghèo thì biết bao nhiêu người nghèo, nói mà làm từ thiện mà làm suốt cuộc đời làm không giờ hết cái từ thiện. Nó thật sự giúp đỡ không hết. Ngoại trừ những người mà làm từ thiện, những người mà có người ta giúp đi rồi tự giác mình làm bằng đôi bằng tay lên đó, mà được bao nhiêu người, toàn là nằm ở đó không. Trời ơi, Mạnh Như Châu còn lấy tiền Mạnh Thường Quân nữa mà, chứ nói gì là bà con hiểu rồi đó. Bây giờ quá trời quá đất luôn rồi. Làm từ thiện làm cái tâm đi nó mới tốt, đừng làm cái tiếng. Những người làm cái tâm thì á bị chà đạp, những người làm cái tiếng á thì được nâng cao. Nói vậy thôi coi mà thật là bức xúc luôn đó. Bữa nay nó khai ra đó, tự nhiên lên cái clip mà lúc đầu lên tiên lên nói vụ 4 cái điện thoại là của Mạnh Thường Quân, giấu tên không cho biết, cái chú Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn đó. Cuối cùng sao vậy trời, đó diễn bài kịch này ra mới là nát óc nè. Bài toán khó tính nhất của ông Lê Thân Thiện nè, lòi ra không, rõ ràng không bà con? Con nói rồi, mấy YouTube này nó diễn dữ dằn lắm chứ không có giỡn đâu. Bây giờ trừ tiền mấy đứa nhỏ, nó nói có không, có không Lê Thân Thiện, ta hỏi mày đó, có không? Quá đúng rồi phải không? Hay là Tình Chiến Lon nó vu khống cho mày nữa? Làm cha thì phải dạ dỗ chứ đâu có ra đường mà chơi dạ dỗ cho tụi nó, lo lắng cho tụi nó. Bây giờ tụi biết tùm lum hết trơn, là biểu hiện của nó là biết rồi ha, có lo lắng được cái gì. Còn đứng ra rồi làm cha sẽ lo lắng. Lo gì đâu, mới chưa ấy chân hết trơn tiền đi xin người này người kia như ăn mài không? Thấy không, phải nhục không? Bây giờ tụi này nó ỷ y lắm, mấy đứa thanh niên này nó ỷ y rồi. Đi làm mà tiền ít quá nó đâu chịu đâu. Nó làm thì 1-2 ngày thì nó nghĩ nó nhảy chỗ khác rồi, ai mà mướn nó nữa. Phật độ ơi. Lê Thân Thiện là nó có tánh đó mà con nói gì phải không? Nó toàn là đưa những người đưa lên rồi đè người ta xuống.
Trời ơi, ông ba chầu ha, ông bắt ba chầu cũng sắc chơi sắc thưởng với mấy đứa này luôn, thiệt mấy YouTube này luôn, nó thật sự. Biết rằng nó là cái người đưa bác ba lên đó, đưa bác ba lên đầu tiên đó, tung hô lên cho dữ. Đó bây giờ cũng bị giật muốn chết ổng luôn. Giật tới không còn cái bếp luôn, cái bếp phải đi ra chỗ khác luôn. Đó, thấy rõ ràng đi bà con. Cái việc gì làm nó phải làm đúng cho cái lương tâm mình đi. Đó, mấy tháng nay đó, có mạnh thường quân nào đó nó làm cái mát cho nó được rồi, giờ tiền đổ vô nó rồi chứ đâu có ấy đâu. Phật ơi chèo, đừng có nói nữa. Có một số người nó lên nó bình luận bác ba, phê phán bác ba đồ này kia, mà nó không có nhìn cái việc làm của ổng đâu, nó không có nhìn việc làm của ổng. Thằng Lê Thân Thiện lên cái gì cũng sốc, lên tiêu đề gì cũng sốc hết trơn á, nó lên mà nó tung hô người ta dữ dằn lắm, lên tung hô dữ lắm, từ đứa luôn. Con nói bữa nay đó là con nói lên thân thiện vậy đó, con bức xúc nói lên thân thiện, cái nào thiếu sót nó lên nói nữa đó, nói thiệt vậy. Vậy thôi con chào bà con cô bác nha, bà con cô bác.